はじめめまましして、て。私はクワンと申します。私はコックです。今年28歳です。私はベトルプンシンです。よろしくお願いいたします。あー、どんどんやるよ。どんどんやる。Đây là tiếng Nhật. Mẹ xin thông báo với em là anh là cũng Nhật mà nhà anh ở gần chợ Nhật Bảo. Đó. Giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. はじめまして。私はトクワンと申します。私はコックです。今年28歳です。私はベトルプンシンです。よろしくお願いいたします。あー、どんどんやるよ。どんどんやる。Đây là tiếng Nhật. Mẹ xin thông báo với em là anh là cũng Nhật mà nhà anh ở gần chợ Nhật Bảo. Đó. Tụi mẹ tôi cũng không biết luôn, chỉ có biết cái gì nè. Anh hai sư hồ. Ủa, cái đó là Hàn Quốc. Konnichiwa. Đó. Konnichiwa. Rồi thôi bây giờ các em chuyển âm đi. Dạ. Chuyển âm mà giới thiệu bằng tiếng Việt Nam đi nhỏ. Dạ vâng. Con tên là Phạm Minh Quang. Hôm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang làm kỹ sư cầu nối tại Osaka. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Con cũng 28 tuổi, bằng chồng con. Con thì hiện tại công việc của con là làm mẹ bỉm sữa ở nhà full time thôi. Và ngoài ra thì con có bắt đầu làm sáng tạo nội dung ở trên nền tảng TikTok ạ. Rồi bây giờ cho chú với cô Vân biết là cái mối tình của các con bắt đầu từ khi nào và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Năm 2012. Hôm đấy là chính ra là sinh nhật con. Thế xong rồi con có một chị bạn. Thì mà chị bạn ấy cũng quen vợ con. Chị ấy có rủ bạn Ngọc này đến nhà con chơi. Chị giới thiệu là đây là bạn chị, tên là Ngọc. Bằng tuổi. Thì con có đưa cho bạn ấy một quả táo chưa gọt vỏ, chưa gì hết rồi. Bạn ăn đi. Gặp chồng con trong cái buổi đầu tiên đấy thì con hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào luôn. Về con cũng không nhớ gì luôn và thậm chí là ấn tượng hơi không tốt cho lắm. Bởi vì ai đời lần đầu tiên gặp con gái nhà người ta mà lại đưa một quả táo không gọt vỏ, không gì hết. Con không có một tí ấn tượng nào hết. Thế là về hai đứa cũng không có trao đổi liên lạc gì với nhau đâu ạ. Xong rồi sau một lần thì vô tình theo đấy lại thấy Facebook của nhau cũng chỉ là kết bạn, nghĩ là kết bạn vậy thôi. Thế mà dần dà cứ comment, nói chuyện rồi nhắn tin. Thì sau này bọn con lại thành chơi thân. Và sau cái bữa tiệc đó thì bao lâu tụi con chính thức yêu nhau? Rất lâu. Câu chuyện đấy thì còn lâu lắm ạ. Bọn con còn chơi thân với nhau cơ. Như hai người đàn ông chơi với nhau ấy ạ. Nghĩa là chơi rất thân suốt 4 năm. Con cũng có người yêu. Và chồng con cũng có người yêu. Khi mà con chia tay người yêu khóc lóc lên xuống người yêu thì chồng con là người an ủi. Còn chồng con cần mua quà cho người yêu thì con là người tư vấn đi mua quà cho. Bao lâu thì chồng con chia tay bạn gái? Trước vợ con thì con chưa có một mối tình nào mà dài quá được nửa năm. Mà sau con chia tay thì có hè năm 2016 con có về chơi thì con đi chơi với các bạn ấy. Lúc mà bọn con chơi thân với nhau suốt 4 năm thì tất cả mọi người đều mặc định là bọn con đang yêu nhau. Không ai tin là bọn con chơi thân. Vì thế nên là đến cái hôm đấy thì mọi người mới chơi là thử thách hay là nói thật thì con thua. Thì con mới chọn là thử thách. Thế mọi người mới thách con là bây giờ phải hôn chồng con. Mặc dù thách nhưng con không làm được. Ở 15 phút sau cuối cùng là mọi người giục quá thì chồng con mới tiến tới làm liều. Là chồng con hôn con trước. Vâng. Ông đó là xin lỗi là hôn ở đâu nè? Hôn má hay là hôn môi? Hôn môi ạ. Môi. Thế là tốt nó về con sáng, sao? Xinh xắn. Đi cứ trêu là thôi nhá, thế bây giờ người yêu rồi đây các thứ. Nhưng vẫn chỉ là trêu thôi ạ. Nhưng mà thế chắc mà chắn có sự dần khác dần biệt. Thế là lại thành thật. Và cũng cảm giác là cũng tự nhận thấy là cái cảm xúc này nó không phải chỉ là chơi thân nữa. Thế là dần dần thì thành người yêu ạ. Nhưng mà sau đó dần thì dần là... tức là thời gian bao lâu sau cái nụ hôn đó? Là độ một tuần trước khi con đi. Dài. Dài quá chị ơi. Dài dữ dằn luôn á. 4 tuần đó. Năm hay tháng gì mà hấu hồn. Mà trời ơi dài quá trời. 4 tuần à. Vậy sau đó thì con đã phải quay về Nhật. Vâng. Con ở Việt Nam. Như vậy thì chắc chắn là các bạn phải có một cái quá trình gọi là yêu xa. À, đẹp. Mấy năm? Bọn 2 con năm. Yêu xa 2 năm. Có vất vả không? Trong cái khoảng thời gian đó có ghen tuông hay có cái chuyện gì nó dẫn đến cái chuyện gọi là các bạn khó khăn trong tình yêu? Nghĩ chắc là với nhiều đôi mà yêu xa mà khó khăn thì con nghĩ là có. Nhưng với bọn con thì trong quá trình yêu xa gần như là chưa bao giờ cãi nhau hay là chưa bao giờ giận hờn gì hết á. Có lẽ là vì là chơi thân với nhau quá rồi, hiểu nhau quá rồi nên là dẫn đến việc là rất là tin tưởng nhau ấy ạ. Mấy cả bây giờ thì vì là thời đại công nghệ thông tin phát triển rồi nên là gọi video call các thứ nó cũng rất là dễ dàng. Có những lúc mà bọn con gọi đến nhiều đến mức mà bạn con bảo là phục hai ông bà này không biết chuyện ở đâu ra mà có thể nói nhiều đến như thế, có những cuộc gọi 3-4 tiếng là bình thường. Tính con tếu táo, con hay trêu vợ con thì vợ con hay dỗi. Thế mỗi lần dỗi thì thật ra không ở gần thì không biết làm gì. Thì thôi trêu tiếp. Rồi như vậy thì bao lâu thì các bạn mới kết hôn?
Năm 2018 con tốt nghiệp, sau 2 năm đấy con rủ bạn sang, nhưng mà có vẻ bạn không sang. Với thứ hai nữa là mẹ vợ hồi đấy gọi là cô cũng có vẻ như là không thích con gái đi Nhật lắm. Thế tôi có việc là nếu không sang thì thôi mình về. Con về đến khoảng nửa năm nhỉ, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì nhà con tổ chức đi hải tiến. Hôm đấy con thì trước đấy là con về con có thông đồng với cả một bạn em chơi thân với cả tụi con, là nhờ em ý đi chọn nhẫn cùng, nhưng mà không nói gì với vợ con. Thì mua được cái nhẫn ở PNG ạ, bây giờ bạn ấy đang đeo ở tay ạ. Đến 30 tháng 4, 1 năm thì con có hỏi mẹ vợ con là cho đi chơi hải tiến 2 ngày 1 đêm, tại vì con định cầu hôn vợ con ở đấy. Tại vì hải tiến là nơi đầu tiên mà bọn con trốn đi du lịch với nhau, nên là đi ra đấy mà con cầu hôn vào đúng sáng sớm. Bạn ấy cầu hôn, cái màn cầu hôn nó có bất ngờ và nó có điều gì đặc biệt không con? Chắc là bất ngờ nhất là bởi vì là con không hiểu tại sao lại có thể thông đồng được với mẹ con để cho con đi chơi qua đêm như thế. Mẹ con lại đồng ý luôn để chồng con dẫn đi chơi. Thế xong cầu hôn thì buổi sáng hôm đấy chuẩn bị cho con một cái váy. Chồng con rất thích chụp ảnh thì mới bảo là thôi mặc váy và để đi ra chụp ảnh buổi sáng sớm. Thì con cũng không nghĩ gì bởi vì chồng con lúc đấy vẫn mặc áo phông với ở quần short, thế thôi, rất là bình thường thôi. Thế là con đi ra biển để chụp ảnh, thế xong mới bảo là thế bây giờ quay mặt ra biển đi để chụp sau lưng cho đẹp. Thì hóa ra là ở sau lưng là đã chuẩn bị nhẫn rồi, máy quay các thứ để quay hình lại. Thế xong thì mới hỏi con là thế có đồng ý làm vợ anh không? Con nghĩ là nếu mà với người khác chắc là xúc động khóc các thứ, thì lúc đấy con phì cười. Bởi vì cái hình ảnh đấy nó buồn cười quá. Nhưng mà đến lúc bình tĩnh lại thì thôi cũng phải nghiêm túc cho người ta một câu trả lời. Tại vì trước đấy là mẹ chồng con thì cũng mong muốn hai đứa kết hôn. Mà mẹ con thì sốt ruột quá, sợ con gái ế. Mà lúc thời điểm đấy con mới có 25 tuổi. Rồi sau khi theo chồng đi qua bên Nhật rồi sinh con, dạ, thì con có hòa nhập liền hay không? Khi mà con quyết định sang Nhật thì mẹ con là người sốc đầu tiên. Mẹ đẻ cưới xong là qua liền? Con cưới xong thì con ở nhà được hơn một năm. Năm mà lúc ấy chưa có em bé? Dạ chưa, vợ con mới có em bé gần đây thôi ạ. Dạ. Thực sự là với con là con cũng phải đấu tranh tư tưởng. Bởi vì chồng con đi thì dễ thôi, nhưng cái câu chuyện là vợ có đi theo chồng không thì lại là một câu chuyện khác. Bởi vì là con có sự nghiệp của con ở bên này, công việc của con rất là ổn định luôn. Nhưng mà con lại nghĩ lại là nếu chồng con ở Việt Nam thì liệu rằng chồng con có thể phát triển được bản thân không? Nhiều khi anh ấy không được tự chủ cái cuộc sống của anh ấy ạ. Thế là con mới nghĩ là hay thôi, động viên để chồng con quay trở lại Nhật, nó như kiểu cá gặp nước ạ. Đấy, thế là con mới nghĩ đến việc nếu chồng con đi thì con sẽ nghỉ việc. Đấy là một cái quyết định, một trong những quyết định mà lớn nhất của cuộc đời con. Con sang đấy thì vì là cái visa của con là visa phụ thuộc chồng con, nên là con đi làm như kiểu mình gọi là đi làm bán thời gian ấy ạ. Thì công việc cũng ổn, thời gian cũng không quá là vất vả. Con đi làm được hơn một năm thì dịch nặng quá, công việc nó không được thuận lợi cho lắm. Thế là chồng con bảo thế thôi, ở nhà mà đang rảnh như thế thì đẻ đi. Ở thăm thì hai đứa coi như là thân sơ thất sở bên đó, có hai vợ chồng lại đẻ. Lần đầu tiên biết đẻ là gì nữa đúng không? Lần đầu tiên nuôi con, lúc đó con có bị stress không? Lúc đấy là vợ con stress nhất. Stress như thế nào không? Con đến cái mức mà đêm con bé nó khóc là con cũng ngồi khóc cùng nó luôn. Khóc đến cái mức mà bố nó phải dậy, xong bố nó bảo bây giờ không biết dỗ đứa nào trước luôn, dỗ con trước hay dỗ vợ trước luôn. Con khóc mà theo kiểu là con khóc bị mất kiểm soát luôn ý. Cảm giác mình bị bất lực ấy, là không hiểu tại sao lại như thế này. Đến bao lâu thì con mới hết? Cũng may mắn là bởi vì là con trước khi sinh em bé thì con cũng cố gắng để trang bị cho mình những cái kiến thức mà nhiều nhất có thể, bởi vì con biết là không có các bà bên này để hỗ trợ. Thế là cái lúc đến lúc mà được hơn một tuần là con quyết tâm, con bảo thôi bây giờ phải rèn em bé thôi để cho em vào nếp. Thôi như vậy là cũng nhanh. Thì cũng con nhanh mất độ khoảng 2 tháng thì em bé bắt đầu ổn định, thì bắt đầu nhà bố mẹ thì phân công lịch thời gian biểu. Anh nghĩ được mấy tháng rồi? Dạ em bé được 8 tháng ạ. Mới đây thôi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần quan trọng đi chị ơi. Đó, coi như là các bạn đã là bạn với nhau rất thân trước khi là tình yêu, cho nên là mọi thứ là điều tốt đẹp mà các bạn đã hiểu nhau hết rồi. Như vậy chắc chắn là khi cưới nhau về là không còn một cái tật xấu gì lòi ra đúng không? Không ạ, còn nhiều lắm ạ. Bây giờ chúng ta kể đi nào. Nói trước đi. Bây giờ là còn thêm tật nữa là cứ trêu là dỗi, mà dỗi dai, dỗi lâu và dỗi trả thù luôn. Đánh nhẽ ngày xưa thì yêu xa thì con trêu, mà con dỗi con tắt máy rồi con đi ngủ. Bây giờ trêu thì không tắt máy nữa mà
bị đấm. Vợ con dạo này hay trao đổi vật lý. Rồi là ngày xưa ở Việt Nam ấy thì nhà con đi xe máy. Mà hôm nào đi ô tô thì không bị làm sao. Đi xe máy là ngồi đằng sau sẽ luồn tay này xong rồi bóp vú. Su đầu nhé. Vâng. Su đầu nhé. Gọi là ngắt nụ đấy ạ. Ngắt nụ. Ngoài Bắc gọi là ngắt nụ. Nhưng mà mỗi lần mà con luồn tay qua, con su ảnh á thì con thích không? Có. Ảnh nhột mà con thích lắm luôn. Có. Mà càng cấm thì con lại càng thấy thích. Con bảo rồi thì thôi, tốt nhất là cho con sờ cho thoải mái đi. Là tự con chán là con thôi, nhưng mà cái trò mà cứ càng cấm thì lại càng thích. Rồi tiếp tục đi. Còn gì nữa không? Xấu gì không? Nữa là ngái ngủ. Ngái ngủ xấu tính lắm ạ. Ví dụ như là sáng dậy bảo thôi dậy sớm đi, chờ đi ăn sáng. Cứ không dậy ra ngồi tẩn ra rồi các thứ. Ngày xưa thôi, bây giờ thì còn con thì con gọi chứ không phải con gọi nữa rồi. Sinh xong rồi có hay quên hay gì không? Có một lần hay quên đến đỉnh cao đến nỗi là hỏi con là anh ơi kính của em đâu? Kính đang đeo trên mặt. Cứ đi tìm xúc quanh nhà con. Chị chưa tới mức đó luôn á, chị cầm trên tay chị đi hỏi thôi. Con này là đeo rồi. Không, chị, cái đó của chị nặng hơn đó. Ngày xưa bọn con yêu xa ấy thì không có thời gian ở ngồi cạnh nhau. Không biết, nhưng mà vợ con thì hay xì hơi trong âm thầm. Ồ. Vậy là tốt rồi. Xì hơi trong âm thầm. Tốt bụng. Bây giờ thì nâng tầm mới á. Ví dụ như con đang cho con ăn chẳng hạn thì mẹ nó có thể ghé lại gần cho người cùng. À là rồi mẹ nó chạy không? Mà nói đến xì hơi nhớ thì con có một cái tai nạn. Không phải tai nạn mà đây là do vợ con căng, nó căng cái vụ xì hơi lắm. Nói đi con. Lần đầu tiên mà khi mà cưới nhau xong ấy, cái hôm đầu tiên ăn cơm với cả mẹ con, tức là mẹ chồng bạn này, thì mẹ con có ít một quả. Thì hôm đấy vợ con lại rất hồn nhiên nghĩ đây là con đấy. Ngồi mỉa mai là đồ ăn nhiều thế này sao cứ ít thế hả? Ít bao nhiêu, đồ ăn thì bao nhiêu cứ ít vậy hả? Thế bây giờ làm thêm đồ ăn nhé. Con thì không nói gì, con vẫn cú mà, con cứ ngồi con cười thôi. Mẹ con cũng cười. Đến cuối buổi ăn con mới bảo là mẹ đánh đấy, không phải anh đánh đâu. Thế vợ con mới bảo là không biết có cái lỗ nào để chui nữa. Không biết có cái lỗ nào để chui. Đấy là bữa ăn đầu tiên của con với cả mẹ chồng con. Mà thật ra thì con nghĩ là cái câu chuyện này là nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao mà con như thế là bởi vì vấn đề là chồng con mới là người thường xuyên xả hơi. Ồ, sẵn để nói luôn thật xấu luôn đi. Nghĩa là để nói bắt nguồn với câu chuyện này thì phải là từ chồng con. Mà còn khi mà còn yêu nhau, chồng con đã thường xuyên như thế và phải tìm mọi cách, ví dụ như chùm chăn bắt con ở trong để ngửi này. Hoặc là con đang ngồi ở đầu quạt là nó sẽ ra dí vào quạt để cho nó tốc vào mặt con. Ồ, ổng đặng hơn. Vậy á, người ta nói là đây. Con hư tại mẹ. Còn đây là con hư tại mẹ, là vợ hư tại chồng à. Con chỉ là tức nước vỡ bờ. Chồng thả là do chồng. Vâng, đấy ạ. Bắt trước lại chứ gậy ông đập lưng ông. Rồi, còn cái tật xấu gì nữa? Cái tính mà để nói là con rất ghét đó là thích trêu vợ. Trêu mà kiểu vợ càng tức thì lại càng sướng. Nói chung là nói qua thì nói lại, hai vợ chồng nó y chang nhau. Đó. Ví dụ chồng con chọc con cái gì? Ví dụ như là hồi mà còn mới yêu nhau, ở trong này con không biết có cái chiếu gọi là chiếu trúc không ấy ạ? Chồng con cứ dí đầu con xuống đấy, xong rồi miết để cho cái tóc của con nó bị cắn xuống cái chiếu ấy ạ. Xong rồi sẽ cầm chân để lôi một cái thì nó đau khủng khiếp luôn ấy. Nhưng mà cứ sướng. Cái đó em là may đó, không ai chơi được trò đó với em. Không ai chơi trò với em đâu. Nhưng mà tóc như này là tiêu đó. Dạ, mà vẫn lắm. Xong rồi trêu như thế, trêu mà chỉ có hai vợ chồng thôi chưa đủ ạ. Mà rất thích trêu con để cho mẹ con chửi con. Ví dụ như có hôm con đi làm về thì con mặc váy. Thì hôm đấy là sang nhà con chơi, rõ ràng sang nhà người yêu chơi thì thôi. Mà trêu người yêu là vật cho con ngã ngửa ra trước phòng khách ấy. Xong rồi Ngọc sao đi làm về mà nằm trình ảnh ra phòng khách thế kia. Thế là mẹ con ở trong phòng đi ra nhìn thấy, mẹ con bảo con gái con đứa vô duyên các thứ. Thế là thôi bà trong một trang mà con không kịp nói một cái gì, làm gì luôn ý. Thậm chí đến bây giờ đẻ rồi thì ở ngoài Bắc hay người ta hay cái câu mà cọc như chó đẻ ấy ạ. Thì chồng con suốt ngày bảo là bây giờ có bộ môn mới từ lúc vợ đẻ xong, đó là chọc chó. Thế là vợ đẻ xong rồi tính con nhiều lúc là con dễ bị cáu ấy ạ. Thế là lại càng thích. Có ghen không? Ừ đó, có ghen không? À, chồng con thì được cái không ghen. Và chính vì không ghen nên là chồng con có một cái tính mà hơi biến thái một tí. Trời ơi, biến thái nó còn nặng hơn ghen nữa. Sao tính gì, tính gì? Con thì hồi chưa lấy chồng thì con cũng được một số anh theo đuổi.
Thì đến lúc mà chồng con thì rất biết tính con, là không bao giờ có chuyện là lăng nhăng hay gì. Và con mà cứ có ai anh nào mà nhắn tin những thứ thì con hay khoe. Con thì tính con không thích nhắn lại, nhưng mà chồng con thì rất thích. Nghĩa là luôn luôn lấy máy con xong bắt đầu giả danh là con. Là con. Xong nhắn tin với người ta. Có một lần đỉnh điểm là cái anh đấy là học cùng con đại học. Anh đấy mấy hôm đấy tự nhiên nhắn tin cho con và dạo này em có khỏe không các thứ. Xong anh bắt đầu khoe là ngày mai anh lấy vợ. Chồng con là kiểu mặt rất là nham hiểm luôn. Xong bắt đầu ngồi nhắn tin là ôm mai anh lấy vợ à thì anh có còn nhớ em không? Thế sau bên kia cũng trả lời là anh cũng vẫn nhớ các thứ nọ kia, giá như anh không phải lấy vợ có được không các thứ. Thế là chồng con mới bảo anh ơi cho em chụp màn hình đăng Facebook tag vợ anh được không. Thế là thôi chặn nhau luôn. Ngay lập tức không còn một dấu hiệu gì, chồng con thì sung sướng ngồi cười cười ầm ĩ ở nhà lên. Vậy là ghen chứ ai nói với con là không ghen, cái đó là ghen biến thái luôn á. Ghen đó là ghen cao cấp luôn á. Cao cấp luôn á, để coi cái tâm tư nguyện vọng của đối phương của mình, như đối thủ của mình như thế nào đó con. Nhưng mà bây giờ thì còn chắc hết rồi đúng không? Dạ vâng, con chả hiểu tại sao cứ dần dần chẳng còn ai nhắn tin cho con. Ừ, đấy đấy thì tình yêu là thế, quá dữ đó. Rồi bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con nghĩ là điều mà con mong muốn chắc là trêu con bớt lại đi. Trêu lại đúng không? Vâng. Với cả con muốn là chồng con tính con, chồng con cẩn thận hơn, rất hay cẩu thả. Theo kiểu vợ vừa bảo là cái này nhá chồng cất đi, không là kiểu gì cũng mất mà. Chồng nghĩ không mất được đâu, nhưng mà mỗi lần chồng con nói là chồng nghĩ là y rằng nó sẽ xảy ra ngược lại. Vừa mới hôm trước bị xong. Thế nên là con rất mong muốn là phải cẩn thận hơn. Bớt theo và cẩn thận lại. Dạ. Thế còn con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con muốn là vợ con bớt nhây đi. Đứa nào cũng vậy, đứa nào cũng nói đứa kia nhây. Tôi thấy hai vợ chồng này nhây đều hết trơn á. Hai nữa là bớt nóng tính đi. Nhiều lúc là vợ con cũng hơi nóng tính. Mới có 8 tháng chưa hết đâu con ơi. Vâng. Con cứ yên tâm là 5 rưỡi. À, trước đấy thì vẫn nóng tính rồi. Nhưng mà như vậy là lúc săn xong nó sao còn cộng hưởng nó nóng hơn nữa con. Vì thay đổi về hormone đó, cái đó là sinh lý bình thường. Ôi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho cuộc sống của các em nó sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn. Và cái điều quan trọng là các bạn công việc mọi thứ nó sẽ phát triển hơn nữa. Và hứa hẹn một dịp nào đó chương trình Vợ Chồng Son nếu như có đến với nước Nhật thì sẽ gặp lại các em. Gặp lại mà con đã biết mặt vợ con chứ, được xem hình chưa? Thì lúc đó hình vợ con mất chụp hình hay sao ấy. Nhưng mà con thấy cái hình đó mặt kỳ lắm. Mặt kỳ lắm. Con là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con là Xuân Khánh, năm nay con 32 tuổi, con đang làm nhân viên kinh doanh ở Sài Gòn. Kinh doanh ngành nào Khánh? Con làm bên dược ạ. Rồi mời con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận, con chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Con là Nguyễn Hoàn, hôm nay con 28 tuổi và con đang làm nhân viên nhà thuốc. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ tụi con quen nhau lúc mai mối ạ. Là cái lúc con ở trong trong Nam mà vợ con ở đang ngoài quê. Tháng 8 năm 2021 là lúc ở trong này là dịch. Ở quê cũng là bùng phát dịch luôn. Ôi là mới đây rồi, mới đây. Đúng rồi, mới đây ạ. Là ông anh nhà bác cả vô trong nhà con chơi. Mẹ con có than bảo là cháu có ai không thì là mai cho con này Khánh. Ế quá rồi. Đúng rồi, bây giờ ế quá rồi. Ế con lúc đó là con 30 tuổi đúng không? 30 là 31. Lúc đó con 31 ạ. 31. Dạ, thế quá. Thế là bắt đầu anh trai bắt bảo là cho số điện thoại con là chú cũng đang làm dược ở Thanh Hóa luôn. Cũng 2-3 ngày sau thì mẹ con xin số điện thoại của bạn này, mẹ con gửi cho con. Thì tối về buổi sáu lúc đó cũng chiều con đi làm về thì con cũng nhắn tin cho bạn Hoàn. Lúc đó bạn Hoàn cũng chưa có trả lời liền đâu vì là lúc đó là vợ con đang làm tại phòng khám. Tối 8 giờ mới tan ca thì là lúc đó vợ con mới về nhắn tin cho con. Mà con đã biết mặt vợ con chứ, được xem hình chưa? Thì lúc đó hình vợ con mất chụp hình hay sao ấy. Nhưng mà con thấy cái hình đó mặt kỳ lắm. Mặt kỳ lắm. Lắm. Vâng. À thấy mặt kỳ quá. Dạ vâng. Ủa gì thấy mặt kỳ vậy, tại sao còn làm quê nữa? Lúc đó mình cũng ế quá rồi cho nên là cũng cứ bắt chuyện làm quen. Con sao hả? Lúc ban đầu anh mới nhắn một từ là chào em. Thế xong rồi con không trả lời. Đến tối con đi làm về thì thấy anh ấy lại nhắn thêm một tin nữa là anh quen anh Trương, muốn được làm quen với em. Thì lúc đấy là con mới trả lời tin nhắn. Mà con có thấy hình của anh không? Dạ có. Ấn tượng đầu tiên của con nhìn anh thì con chỉ gọi như là nói chuyện xã giao thôi. Con không không có suy nghĩ gì hết. Đúng rồi, không có suy nghĩ là sẽ quen gắn bó với anh này. Sao anh nhìn Zalo thì lúc con thấy sao? Con nhìn thấy Zalo là không hay là anh dạ. Như thế nào?
Con nhìn thấy hình Zalo rồi con chật lất với những cái gì mà con nghĩ. Là muốn ve liền đúng không? Dạ. Là khóc là cái là cầu mong cho ông đừng có nhắn nữa. Dạ. Và con hơi ấn tượng con là con lúc đó con để dâu. Và vợ con lúc nào cũng phải là mặt và chỉnh chu này kia. Rồi y như này đấy. Dạ vâng, không? Không ấn tượng. Rồi đến khi bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ở ngoài? Lúc đó là dịch ở quê, con trong này cũng không, con cũng không đi làm được. Vì là thành phố mình cũng giãn cách, ở quê cũng giãn cách luôn. Con nhân cơ hội này là con về quê, cũng cuối năm, gần cuối năm về quê, cũng cách ly 15 ngày, cũng khai báo y tế, rồi cũng lên cơ quan 15 ngày xong rồi con ra nhà bạn này. Vừa cách ly xong là đi qua nhà bạn này liền. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, mặt chạm mặt thì thấy sao nào? Mấy điểm? Con bị vỡ mộng luôn. Vì anh ấy rất khác hình, lúc mà hai đứa video call với nhau đấy ạ. Thì anh ấy rất khác ạ. Nhìn bên ngoài thì cái hôm đấy là vào miền Bắc là mùa đông ấy ạ. Nó lạnh. Thế xong rồi anh ấy không mang nhiều đồ về thì anh ấy có mặc bộ chắc là của bố. Cái áo ấm của bố từ ngày xưa ấy con. Nó rộng, nó to mà con cảm thấy như anh ấy giống như một cái thùng ấy. Gặp cái muốn chào chú hả? À, đúng rồi ạ. Ồ vậy hả? Vâng, nên là mất hình tượng lắm. Một năm con về một lần ấy, cho nên con cũng không chú trọng về cái vấn đề mà đây, của đồ ấm. Đây cua áo của con. Áo của con ấy ạ. Thế sao lại già thế nên là nó lại màu, tự mặc đồ tối, màu nó tối vậy, nó thùng thầy hồng thầy, nó vì nó ấm ấy à. Cái lúc đấy thì vào đến nhà rồi ấy thì bắt đầu anh ấy cởi cao ấy ra và anh mặc sơ mi trắng như ý con. Là con đã muốn là lần đầu tiên gặp nhau là con muốn anh mặc sơ mi trắng đóng thùng. Thì lúc đấy là anh ấy cởi đồ ra thì nó khác ấy. Cái ban đầu đi đúng không? Trước giờ ấy con chưa từng dẫn ai về nhà nên là anh chồng con là người đầu tiên con cho về nhà ấy. Nên là cũng video call với nhau rồi cho nên là cũng bây giờ vấn đề ở đây là chạm mặt để mà nói những cái lời mà mong muốn chân thành. Khi mà video call thì vợ con không cho con nhìn mặt đâu, chỉ nhìn mỗi ngang trán thôi. Là trán vợ con cao lắm, nhưng mỗi ngang trán thôi. Khi nào mà quay xuống là lúc đó là cũng trong nhà cũng tắt điện là mới quay xuống. Thế nhưng hôm đó con có đặt vấn đề là cho anh tìm hiểu rồi sau đó là tiến tới. Dạ có, lúc đó con cũng xác định là cũng quen rồi, cũng làm xác định làm quen luôn. Trong quá trình mà làm quen trong này á, ông từ xa là con đã nghiêm túc, con đã nói chuyện rồi, cũng đã giải bày hết cái mọi tâm tư cho vợ con hiểu, cho nên là cũng không thương với cô ấy rằng anh lớn tuổi rồi em ơi, em không cứu vớt đời anh là cái nhân tiêu luôn. Đúng rồi. Sau bao lâu thì hai đứa làm? Đó chắc lâu lắm đúng không? Dạ không, cuối năm là tụi con đám cưới luôn. Nhưng mà là cách bao lâu cho lúc mà tụi con gặp nhau? Cả quê cũng gần một tháng ạ. Lâu quá hay mà. Không phải một tháng, lại gần một tháng. Ủa nhưng mà là con đặt vấn đề con cầu hôn là hoàng ưng luôn không ạ? À? Dạ không ạ. Thực ra là cũng không phải là cầu hôn ạ. Và anh ấy gọi như là thông báo với con thôi chứ còn không phải là cầu hôn. Mới ban đầu là con cũng bị đơ. Vài giây sau thì con mới hỏi là để từ từ để em suy nghĩ đã. Thì sau rồi con về con thưa chuyện với bố mẹ con. Thì bố mẹ con thì thấy chắc là thấy con gái có người rất là mừng quá. Bà mừng. Vậy là đồ cưới là đã mua sẵn chưa hay là hôm đó đợt đã xong? Đúng rồi, em đang định hỏi đó. Ừ. Nó phải sắm đồ cưới lúc đó rất là cực. Đúng rồi, con sắm đồ cưới từ trong này. Con đã mang ra luôn. Con mang ra luôn. Chưa biết cưới hay không nhưng mà con cứ sắm đồ cưới sắm ra. Thôi bây giờ mình hỏi tới cái chuyện này nó thật ra anh không muốn nhiều chuyện nhưng mà cái này cần phải biết là hai đứa là quẹp nhau và quen nhau cưới nhau nó quá nhanh như vậy. Dạ. Vậy thì là nó có cái chuyện gọi là nắm tay cái nụ hôn đầu tiên của mấy đứa là trước cái ngày cưới hay là trong cái ngày cưới? Là đầu tiên con nắm tay vợ con là lúc đó còn buổi trưa hôm đó là con đặt vấn đề với hai bác là mời hai bác qua nhà chơi thăm nhà cho biết nhà. Lần đầu tiên con nắm tay vợ. Nắm tay vợ rồi vào để im luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi cái nụ hôn là cách đó mấy ngày? Là tân hôn mới tụi con mới hôn nhau. Tận cái đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, anh nghĩ đó. Đúng rồi, ở dưới quê là quan trọng mấy chuyện đó. Ờ cái lần đầu tiên hôn nhau thì có thẹn thùng. Có bị va vấp gì không? Có, vợ con cũng vợ ngỡ. Con run lắm ạ. Con run rồi xong rồi hôn nhưng mà con vẫn nhéo anh ấy. Rồi, tụi con là quen nhau quá nhanh như vậy thì đã hiểu về nhau chưa? Hay là... Dạ chưa. Chưa. Vâng. Bây giờ bắt đầu mới là kết hôn xong bắt đầu mới tìm hiểu nè. Dạ đúng rồi. À kết hôn xong mới tìm hiểu. Đó, cho nên mình phải qua luôn cái mục mà nó gọi là mục mà vỡ mộng sau hôn nhân hoặc là thăng hoa sau hôn nhân. Đó. Này. Rồi bây giờ hỏi luôn. Như vậy là vừa yêu vừa tìm hiểu. Vừa sống chung với nhau thì những cái tật xấu của hai đứa nó lòi ra có nhiều không? Tật xấu của vợ con thì cũng không có nhiều. Vợ con được cái là hay quên. Ví dụ nấu ăn một cái gì đó là đúng là phải bày ra hết. Nhưng mà nấu một cái món ăn thì là phải bày chén dĩa ra xong rồi không rửa.
khi nào mà ăn cơm nào mình thiếu chén thì mới rửa một cái chén mới ăn. Và nguyên cái bãi chiến trường đó ai là người dọn? Là con là người dọn luôn. Tới bây giờ đúng không con? Thật sự nấu không cực nghe mà dọn mới cực. Trời ơi, cái người dọn cực khổ lắm, mệt lắm luôn á. Nấu ăn thì cũng nhiều lắm. Cuối cùng tới nấu xong vợ con lại chuyển qua điên vặt. Ăn những cái gì mà gọi là cái gì, ăn những bánh kẹo rồi nước trái cây. Lúc bây giờ lấc bô ăn cơm thì vợ con lại không ăn được. Xong rồi đồ nó lại dư, con lại người lắm người đi ăn nữa. Cho nên là qua một thời gian là bả sụt ký mà con lên ký. Dạ đúng rồi, con lên ký. Dạ. Ai cũng nói bảo lời từ khi lấy vợ vô là con tăng ký. Dạ là vậy. Lấy vợ xong con yêu nhất cái tính gì ở vợ con? Đó. Ghét nhất cái đúng tính rồi. Gì ở vợ con? Tính vợ con là yêu nhất là tính thật thà dễ thương. Là yêu nhất, dạ, ghét nhất? Ghét nhất là hay cầm ràm thôi. Hay cầm ràm. Ồ, vì là vậy mỗi lần mà gây lộn xong là cầm ràm dữ lắm đúng không? Không phải, con cầm ràm thì con cứ ngăn nắp quá. Vợ con khéo bày mà cứ xong rồi con lại cứ làm xong rồi vợ con lại bày và cầm ràm con bày. Vợ con là nói bảo là cứ dọn làm gì rồi lát lại cũng bày ra. Rồi lèm bèm đúng không? Cứ dọn làm cái gì rồi lèm bèm. Dạ, vâng. Điều vậy thật xấu của bà cũng là bừa bộn đó. Đúng rồi. Dạ, vậy là bây giờ con mong cũng... vợ con thay đổi điều gì? Dạ cũng trong quá trình vợ con như vậy cũng là được rồi. Thì là hai vợ chồng cũng mới cưới nhau rồi cũng đang có trình làm quen nữa, thì cũng mong muốn vợ con thì sau này có khó khăn như thế nào thì nữa thì hai vợ chồng cũng đang cố gắng. Trong quá trình mà em làm rồi em dọn, em làm em nấu ăn ấy, thì em gọn gàng là giúp anh, rồi nấu cái gì thì mình lấy ra những cái gì mà cần thiết nhất thì mình sử dụng, không thì thôi. Cũng mong em cũng cái này cũng gọn gàng hơn. Rồi, bây giờ tới Hoàng đó. Tật xấu của anh ấy có những điểm nào mà mong muốn anh ấy thay đổi điều sao? Tới tay con, phất cờ đi con. Dạ, con với anh quen online á, nên là nó sẽ cái tìm hiểu nó cũng không nhiều. Và con có thẳng hỏi thẳng anh về vấn đề nhiều cái lắm. Con không biết gì thì con hỏi luôn. Thì con có hỏi anh là anh có những tật xấu thói quen gì anh nói em để em còn biết em thích ghi. Thì chồng con bảo là anh thì anh không có một, anh không nhận thấy là anh có cái điểm gì xấu, tật xấu gì. Thế xong rồi con cũng nói là em chưa thấy ai mà lại có gọi như là chưa thấy ai mà vâng hoàn hảo vậy. Khi mà lấy về ạ thì mọi thứ là nó chật hết. Anh ấy bị nghiện điện thoại. Nghiện điện thoại mà tính chất công việc có con lúc nào cũng hàng trên điện thoại nhắn tin những cái đấy trên điện thoại luôn. Cái công việc thì công việc thì con cũng lướt Pay rồi không đi ra. Công việc của anh ấy là trên Pay và trên Shopee. Theo con để ý là ngoài cái giờ ngủ và cái giờ làm việc ấy thì con không nói, nhưng mà những cái lúc nào mà rảnh rỗi là anh ấy lúc nào lướt điện thoại. Đi ăn với vợ mà cũng cầm điện thoại. Dạ không, ngay ở việc đi vệ sinh luôn đấy ạ là cũng cầm điện thoại vào. Hai đứa mà đi ăn với nhau ấy là anh ấy sẽ đi trước cầm điện thoại thế này, còn con cứ đi sau ấy. Và đi vào đến bàn ngồi ấy thì anh ấy kéo ghế là anh ngồi bạch sự, còn con mặc kệ để nhân viên kéo ghế cho con ngồi. Tay vẫn cứ lướt, chỉ quan tâm mỗi cái điện thoại thôi. Đấy check yêu đi nha. Đấy chú nhá, chú. Dạ. Rồi sao nữa nè? Cái đấy là cái vô tâm con nhận thấy ở anh. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu thì anh chồng con tính chất công việc, còn chồng con trước kia là đi công tác nhiều, một tuần là anh ấy tôi công tác đến 5-6 ngày rồi ấy. Thì có một ngày đầu tuần thì gọi như là anh em gặp nhau rồi chén chú chén anh thì cái đấy con không trách. Nhưng mà cũng có một vài lần là anh ấy về khuya đấy ạ. Lúc đấy là mình kiểu như là người chờ cửa ấy cô. Nó không ngủ được, ví dụ như con mà ngủ được thì con không thấy bực, nhưng mà không ngủ được ấy cô. Với lại lúc đấy mới vào là công việc của con chưa có, con ở nhà miết mà chỉ có mong là cả ngày chỉ có mong lúc chồng về thôi đấy ạ. Thì con không thấy, thì anh ấy về muộn rồi nhậu nhẹt đấy. Cảm giác như là anh ấy đi nhậu mà mình phải ngồi chờ đợi các cái nọ kia. Và trước giờ là con chưa phải chờ đợi ai kiểu đấy. Thế xong rồi con cũng khó chịu ấy. Thế xong rồi một thời gian con cảm giác con bị stress. Về anh ấy nói gì hỏi gì các con cũng không trả lời. Một thời gian là vợ chồng con không nói chuyện với nhau. Cũng cứ kiểu như là mạnh ai đấy làm, ai thích làm gì là ai đi về lúc nào thì về, không quan tâm nữa. Một hôm thì con thấy sống như thế này, với hai vợ chồng mới cưới nhau mà sống cái kiểu như vậy thì cũng không bền. Thì con cũng ngồi lại là nói chuyện với anh xem mình thay đổi bản thân đi để em hoàn hảo hơn, vợ chồng nó sống với nhau nó hòa thuận hơn. Thì một thời gian sau thì anh ấy có thay đổi. Vâng. Có như vậy cũng vui. Đúng không? Đó. Bây giờ sao con mong anh thay đổi cái đúng. Gì nè? Dạ, con mong thay đổi, anh thay đổi là anh bớt điện thoại đi, quan tâm con và rồi. Nhiều khi vợ chồng ấy, con muốn anh chia sẻ nhiều hơn về công việc. Thế thì sao? Dạ được ạ. Không? Dạ được ạ. Nắm tay nhau cái đi.
Mà còn cái mà anh Khánh muốn con cái vụ bừa bộn đó con có đáp ứng được không? Đó bắt tay rồi nha. Được nha, hai đứa về á. Tại vì mới cưới là bây giờ đang gọi là cọ sát đó em. Sòn quá. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn hạnh phúc nha. Và mau chóng có một thành viên mới trong gia đình nghe. Có tin vui báo cho chương trình Vợ Chồng Son biết để chia sẻ với các em. Cảm ơn cô chú. Hello. Hello. Xin chào hai bạn. Mời con giới thiệu về mình. Dạ, con tên Nguyễn Hồng Đào, con sinh 1996, con là dược sĩ. Hồng Đào là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, ở Cần Thơ. Ồ, con ở Cần Thơ hả? Dạ. Có nghĩa là con với ông xã con là từ dưới Cần Thơ lên đây luôn? Dạ, đúng rồi. Hello, can you speak Vietnamese? I can speak a little, yes. A little. Chút. À, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên Charlie, 29 tuổi. 29 tuổi? Em ở Anh. Em làm nghề gì? Em giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. À. Rồi chắc có lẽ tôi đoán cái này thì đúng bốc luôn nè. Coi như là ổng là giáo viên dạy tiếng Anh, rồi con đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm và vô tình gặp ông thầy này thấy con xinh quá và ổng cua con. Đúng dạ, không? Dạ đúng, nhưng mà là bạn của thầy. Tức là sao? Là người này là bạn của thầy con. À. Ông thầy này là bạn của một ông thầy con. Dạ đúng rồi. Mà đều là hai ông thầy. Dạ đúng. Ủa, rồi. Phải không? Đúng, dạ, rồi. Tức là bạn này là bạn của cái ông thầy của bạn này. Đó. Đó, 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 đó. Là trực tiếp bạn này dạy bạn này. À. Ồ, rồi bây giờ nè. Vậy làm sao con nói cho ông hiểu đi. Dạ. Em just say about I'm a friend of teacher Max. The first time we met, right? Yeah. How we met, right? Yeah. Yeah. À, rồi bây giờ để chú hỏi để chú hỏi Jack nha. Yeah. Charlie. À, lần đầu tiên Charlie gặp cô gái này, Charlie thấy như thế nào và có ấn tượng gì về cô gái này? Yeah. The first time. Em giờ em xinh đẹp và ngọt ngào. Well, yeah. Nhưng how do I say but? Yeah. Nhưng mà khó gần. Khó gần. Yeah. Lạnh lùng hay sao? Because I'm cold. Don't show a lot for a lot of people, maybe. Kiểu con không có thân thiện với mọi người, kiểu đứng một mình không à? Yeah. Dạ. Thấy vợ ngọt ngào là sao con? Ông dạ kiểu sau này anh mới nói là thấy con nhỏ nhắn mà lâu lắm mà anh mới như là lúc đó anh qua mới có một tháng à. Thì anh thấy là sao mà con gái gì mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Có bị lộn, nó hỏi lúc đó là có bị lộn là con nít không? Like until say about doing thinking about em a child, not a girl, still baby. No. Nhưng mà cái lần đó là gặp nhau ở đâu con? Dạ, trung tâm Anh Văn luôn ạ. À, dạ. Đâu bây giờ con kể cặn kẽ thôi. Cái lần đầu tiên mà con gặp Charlie. Dạ, cái lúc đó là tan học rồi. Rồi con đợi chị con lại rước. Ảnh thì cũng đứng ở ngoài đợi thầy ra, hai người đi chơi. Thì, đợi thầy của con á, phải không? Dạ, đúng rồi, thầy má. Rồi ảnh đứng, ảnh nhìn con. Cái con cũng nhìn ảnh. Sau cái hai người cười rồi nói hello nhau thôi. Đó là lần đầu tiên gặp. Gặp vậy thôi. Dạ. Nhưng mà con thấy sao? Con thấy con có cảm mến ảnh không? Ảnh thì ảnh nhìn con là thấy ngọt ngào, thấy đáng yêu rồi, thấy thích rồi đó. Rồi dạ. Còn con gặp ảnh con có thích liền không? Dạ, con thích cái tóc của ảnh. Giống con gấu ở nhà con có mà kiểu cái lông của nó là lần đầu tiên con thấy ngoài đời thiệt là con thích nhất là cái tóc luôn. The first time, she you look like a bear. A bear. Bear. Your hair, they say my teddy bear hair. Teddy bear. Your hair look like bear. Nhưng mà sau đó thì là ai là người chủ động tiếp cận người kia? À dạ, ảnh. Ảnh? Dạ. Bằng cách nào? À, ảnh giả bộ. Ảnh giả bộ. Sau này ảnh kể con là ba lần vô lớp học á, ảnh giả bộ giống như là khách mời để giao tiếp với nhau. À. Nhưng mà thiệt sự là ảnh nói với thầy Mark là cho ảnh vô lớp đi, chứ không phải là thầy Mark mời ảnh. Rồi dạ vô lần nào cũng mời bạn Đào nói chuyện. Xong rồi lần thứ ba thì ảnh xin số điện thoại con giữa lớp luôn nhưng mà con không cho. Dạ. Dạ.
Rồi sao nữa? Rồi sau đó tiếp cận được con? Dạ, sau đó là nhà con có tổ chức ăn rồi mời anh chủ trung tâm anh văn, tại vì ảnh là bạn của chị con. Rồi ảnh có mời thêm rồi thầy mát nữa. Xong cái lại cái hai đứa con cũng bắt đầu thích nhau rồi, xong mới bắt đầu đi chơi riêng. Đi chơi riêng rồi mới quen. Charlie, ở trong lớp đó có nhiều cô gái xinh đẹp. Tại sao Charlie không chọn bạn đó mà lại chọn Đào? In class, have a lot of beautiful girls. Why don't you nói ra to em? I think. No, I'm good at the English. The same reason. You know, I said I'm Kagan, hard to close but so beautiful. And kiểu... a lot of the other girls they show so much, you know. Kiểu như con đẹp nhưng mà con khó gần, còn mấy bé kia kiểu mấy bé cũng còn nhỏ, mấy bé thích ảnh lắm. Lúc nào cũng thể hiện là ơ trời anh này đẹp trai quá, anh này đẹp trai quá. Còn con thì kiểu không nghĩ là con sẽ bạn quen đâu, cho nên là cũng không cần con phải để gần tâm, đúng không? Dạ. Thế là coi như là con có một sự đặc biệt á. Dạ. She's special for you. Very special. Yes. Special, yeah. I think that. Vậy thì bao lâu thì là tụi con gọi là tỏ tình với nhau thực sự, có nghĩa là dạ khoảng tầm gần 6 tháng ạ. 6 tháng sau. Dạ. Rồi gia đình con có welcome cái tình yêu này không? Dạ gia đình con thì không, chỉ có anh chị hai là kiểu mừng thôi, như là đồng ý tìm hiểu, nhưng mà chị ba với em trai là cũng hay nói không nên đâu, còn ba mẹ thì nói là con suy nghĩ kỹ chưa, tại vì này là lần đầu tiên con quen, mà con lại quen người nước ngoài vậy, ba mẹ cũng lo, là cả nhà là không ai chịu, chỉ có anh chị hai. Nhưng mà có ngăn cản không? Dạ ba mẹ thì tôn trọng nhưng mà kiểu khuyên thôi, còn chị ba ngăn cản. Chị ba nói không được đâu, ảnh đẹp trai lắm, ảnh đào hoa. Dạ đúng rồi, kiểu đào hoa lắm, sợ con khổ. Dạ chính xác luôn. Rồi ảnh có biết cái chuyện đó không? Dạ biết. Ảnh có buồn không? Dạ buồn lắm, ảnh nói ảnh thiệt lòng mà. Rồi ảnh như là mỗi ngày ảnh đem đồ ăn lại, đồ ăn sáng, nước, hầu như là mấy tháng đó là ngày nào cũng đem hết. Vietnamese lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Lòng. Mua chuộc bên vợ. Because like sister, chị Đào, don't like us to like dating. And I'm trying to do sweet thing. For she can accept that. Lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Yeah. Ủa nhưng mà kể từ cái bữa mà nhà con cái đám tiệc đó, là ảnh đi chung với thầy Mark, với anh giám đốc trung tâm nhà ăn tiệc đó. Thì bao lâu thì con mới có cảm tình với anh? Chắc khoảng 2 tuần. Hai tuần. Có một câu mà lúc đi chơi chung là con quyết định là con phải quen anh này. Là hai đứa đi ăn sushi, anh dẫn con đi ăn sushi. Thế con mới hỏi là anh có bạn gái chưa? Anh mới nói là nếu như anh có thì anh sẽ không có đi một với một người con gái khác. Rồi là từ đó là con nói là phải quen anh này. Lúc đó là anh nói cái câu đó bằng tiếng Anh với con hay là bằng tiếng Việt? Dạ tiếng Anh, tại lúc đó anh cũng chưa biết tiếng Việt nhiều. Tiếng Việt là chắc là con chỉ cho anh phải không? Dạ có đôi lúc con chỉ thầm thầy cho anh bị người ta cười. Mà Charlie, ba mẹ của Charlie có thích Đào không? Your parents like her? Very like her. Very like her. Really like her. Có gặp chưa? Có thấy mặt Đào chưa? Do you see face of them already? A lot. We speak on the phone a lot, but we haven't had the chance to meet yet. So. Yeah. Kiểu vì dịch đó, cho nên là cứ nói chuyện video call. FaceTime. Rồi. Như vậy là coi như là mấy tháng sau thì 6 tháng sau là con và Charlie chính thức quen nhau. Rồi có kỷ niệm nào trong cái thời gian mà yêu nhau giữa một cái mối tình mà giữa một cái người một cô con gái miền Tây với một anh chàng Tây, có kỷ niệm nào vui không? Then one tell about memory fun of us. Em tell first, okay? Yeah, I'm good. Hôm đó thì con lại nhà ảnh, định rủ anh đi chơi nhưng mà tao bất ngờ á. Xong rồi cái vô nhà cái hỏi anh Daniel là anh Charlie ở đâu, ảnh cũng nói là ở trên lầu á. Xong cái con vừa vô con mở cửa ra thì ảnh la lên. Anh không có mặc đồ. Ảnh la xong ảnh đóng cái cửa lại. Em không có mặc đồ. Em la sao? Em nhớ không Charlie? Em la sao? I scream
anh can scream. Just very surprised. Kiểu bất ngờ, la lớn. No screaming. No scream. No screaming. Đó là ấn tượng. Giật mình đó. Maybe, maybe. Yeah. Ông không có la vậy mà ảnh lại kiểu gì sẽ giống như ăn giật trộm vậy đó. Dạ. Ngồi thay của tôi rồi. Thực ra là hết hồn là đúng hơn. Surprise là em. Dạ. Kiểu đóng cửa lại luôn, xong rồi mở cửa ra. Em làm anh hết hồn kìa. Nhưng mà bữa đó con sao? Lúc con thấy gì con mất cỡ không? Dạ, không mất cỡ thì anh mất cỡ quá, cái con tự nhiên không mất cỡ luôn. Tự nhiên thấy mình kèo trên luôn. Dạ đúng rồi. Tự nhiên anh cái là vậy sao anh đóng ngập lại. Thực ra là kể từ lúc đó là ảnh là anh quyết định là anh phải trao thân ảnh cho con luôn. Tại vì con đã thấy hết của anh rồi. Đúng không? Dạ. Rồi còn kỷ niệm nào nữa không? Ở Cần Thơ là có một cái chợ đêm rất là nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Hai vợ kiểu... chồng có đi ăn, có hay đi chợ đêm được với nhau? Dạ thường xuyên luôn. Không có thì đi chợ gần nhà. I remember we come to market me how of us and eat what? Mực nướng. Ăn mực nướng. Mực nướng. Dạ. Yeah. That's a very very early memory of us. Dạ. Yeah. Yeah. Là những thời gian đầu luôn á. Nhưng mà đi chợ đêm. Charlie thích món ăn nào của Việt Nam? What do I like to eat? What kind? I'm thích ăn sầu riêng. Sầu riêng. Oh my god. Oh really? Nước mắm. Know how to say. You can tell them about that. Dạ. Yeah. Đặc biệt đó là sầu riêng là tới mùa là một ngày anh ăn tới 2 hoặc 3 trái luôn. Trời ơi. Không phải là ăn 1-2 muối. Oh my god. Dạ. Ăn suốt mùa đó luôn chứ không ngán luôn, ngày nào cũng mua 2 hoặc 3 trái hết trơn. Mà có nổi mụn không? Dạ không, anh nói trời ơi gì mà ngon quá, thơm quá vậy luôn. Rồi nước mắm, có biết ăn nước mắm không? Dạ biết nhưng mà chút kiểu không ghét mà ăn nước mắm. Hay quá. Ở Cần Thơ là cũng có bún mắm nè, có rất là nhiều những đặc sản. Đó. Thì ảnh khoái những món nào nữa? Anh can tell nó là food in Cần Thơ baby. Bún riêu. Mì vịt tiêm. Bánh xèo. Bánh xèo là phải ăn nước mắm đó hả? Dạ, đúng rồi, anh ăn nước mắm bình thường. Có thích ăn cháo lòng không? Cháo lòng. Ok. Vậy là biết nhiều lắm đó nha. Ủa nhưng mà nè, mỗi lần mà đi chợ đêm vậy đó, ảnh đâu có biết nói tiếng Việt đâu. Rồi sao trả giá? Dạ không, ảnh biết á. Ảnh biết luôn. Anh biết thì lúc luôn. Mà dạy rồi lúc đó là còn dạy ảnh hay là sao? Dạ không, dạ cái thời dạ, gian đầu tiên mà anh đi không vô. anh biết tiền là đầu tiên qua luôn. Anh dành cái đó lắm luôn. Dạ nhưng mà khi mà hai đứa đi chợ là có khi nào mà con để cho anh trả giá không? Dạ không, anh không trả giá, anh chỉ nói là mắc quá không mua thì anh đi. Kiểu như sợ người ta dụ á. Còn mấy cái kia nói ăn đại đi em bình thường không ăn đại đi em hả? Dạ. Trời nói tiếng Việt luôn á. Ông cứ nói tiếng Anh nhưng mà ông nói là con cứ ăn đại đi bình thường thôi. Kiểu vậy á. Rồi có khi nào mà con chỉ ảnh á một số câu mà đi chợ á ảnh mua mà nói chung mấy câu đó nó bị hớ không? Dạ có, giống như là đang ngồi ăn với chị với em trai thì ảnh lúc đó ảnh chưa biết tiếng Việt luôn chút xíu à, cái nói là anh muốn kiểu order cái đậu bắp á để ăn, cái chỉ là cứ kêu người ta nói là lấy trái lựu đạn đi, cái anh nói thêm lựu đạn đi, cái người ta cười quá trời, người ta nói em sao mà em dạy ảnh vậy cho người ta chữ đậu anh. Trời ơi, bà này bắp cái chữ đậu bắp, cái chữ đậu bắp thực ra dịch ra tiếng Anh nó khó lắm. Dạ. Chữ đó thành ra là để là cái lựu đạn là đúng rồi. It's order and like anh want to order something but em think I'm wrong about order a bomb. Remember? Lựu đạn. Yeah, em có thể anh order the bomb. Charlie có dạy tiếng Anh online không? You teach English by online? Yeah, teach English. I want to teach. Okay. Yeah. After the show, no problem. Children, ảnh có dạy cho con nít không? Dạ có. Dạ online á. Online á nha. Con anh mới có một, con anh mới lớp 1 à. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ á là bao lâu thì là tụi con làm đám cưới? Giờ khoảng 2 năm mấy. Hai năm mấy? Dạ. 2 năm mấy có nghĩa là quen cách đây 2 năm rồi. Dạ, quen 4 năm mấy. Quen 4 năm mấy? Là không, quen 2 năm mấy rồi cưới 1 năm mấy là 4 năm mấy. Như vậy là tụi con lúc cưới nhau là ở cái thời điểm nó chớm dịch đúng không? Dạ đúng rồi, chớm dịch. Kiểu mình làm, hai đứa con làm cái tiệc ở nhà xong rồi. Rồi mời là lên lịch hết rồi cái đầu bị đóng cửa xong cái phải dời ra lâu lắm.
rồi mới mời khách được. Nhưng mà có tổ chức dạ, được, có. Đúng không? Dạ đúng rồi. Là anh mà... bị kẹt ở Việt Nam luôn đúng không? Dịch dạ, xong lúc là bị kẹt con... ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà cái khoảng thời gian mà lúc mà yêu nhau á, dạ. Ảnh có quay về nước Anh không? Dạ khoảng thời gian hẹn hò thì có quay về. Khoảng 2 tuần rồi ảnh quay lại. Dạ. Rồi sau đó thì là điều gì mà khiến ảnh ở lại đây suốt có khoảng thời gian? À, anh nói là nếu như không quen con là anh về bỏ luôn á, anh không quay lại luôn á. Dạ, rồi quen con rồi à, ba mẹ hỏi anh thương không vậy đó. Là anh xin con một lần cưới rồi, xin nhà một lần cưới rồi. Trong 2 năm quen đó nhưng mà nhà chưa chịu. Rồi lúc sau này 2 năm mấy rồi nhà mới chịu. Nhà sợ á, nhà sợ là sợ con kiểu con bị thấy đẹp trai quá rồi khổ á. Nhưng mà không biết là ảnh ngọt ngào anh. Nhưng mà bây giờ tụi con có ý định là bay về bên Anh để thăm gia đình không? Dạ có. Qua Tết là tụi con đi về bển. Bây giờ là con đã có em bé chưa? Dạ có em bé. À vậy hả? Dạ. Em bé con trai gái? Dạ con trai. A little boy. Con trai. Little boy. Mấy tháng rồi con? Dạ 5 tháng rưỡi. Wow, chắc cưng lắm đúng không? Dạ. Ảnh chọn tên mắc cười nhất là ảnh chọn tên cho em bé. Anh không biết tiếng Việt. Mà anh nói là để anh lên mạng anh dịch đi rồi anh chọn tên cho con. Anh chọn luôn xong rồi anh chọn dài một đống tên vậy đó. Rồi xong tới lượt con chọn ngược lại. Rồi chọn ra tên là gì? Anh read the name of Teddy đi. Vietnamese name. Yeah. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Dạ, Tây là phía Tây á. Trường là T-R Trường. Tây Trường. Tây Trường. Dạ. Tại sao vậy? Trường ở phía Tây à? Dạ anh thích cái đó mà con thấy cái đó cũng đặc biệt cho nên là con giống như tây, là trường tây. Là nó dài mà tây là phía tây không, nên là không nếu mà theo chú thì chú dịch vậy nha tây dạ. Là chồng tây là ảnh là người tây dạ. Trường là kỷ niệm cái nơi mà hai người gặp nhau dạ bất ngờ khi mà anh chọn cái đó tây trường dạ. họ gì dạ họ phía họ phía phía tây trường fears, yeah. fears tây trường à what do you like his name Tây Trường. It took us a long time to choose it. Took us a long time to choose the name, but I wanted it to be special. And I don't know, we searched for that for a long time to find the good names that fit. Yeah, anh lên mạng Trường tìm comes from chùa ông. Yeah, chùa ông. Ông ảnh đi chùa với con dữ lắm. Yeah, là Tây Trường là cũng dựa trên chùa ông mà dạ. Yeah. Chùa ông ở quận 5 á. Dạ ở dưới của con cũng có chùa ông nữa nhưng mà chùa ông ở Vịnh Ninh Kiều á. Dạ ảnh lúc nào cũng ra đốt nhang ảnh rất là kiểu học cái văn hóa của mình á ảnh yêu đi chùa dữ lắm. Dạ ảnh chịu lắm. Có khi nào mà Charlie nghĩ là cái kiếp trước là Charlie là người Việt Nam không? Ảnh nói là ảnh kiểu định mà anh kiểu em hỏi thử con hỏi thử do anh think about like the life before of anh before anh be a human again anh là Vietnamese person. Possibly, maybe. Maybe. Yeah, I think that. Ừ. Maybe. Thật ra là cái tên Tây Trường nó rất là ngộ, yeah. Rất là lạ. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là tại sao lại có tên Tây Trường là chắc chắn là phải có một lý do. Yeah. Ủa nhưng mà là cái lúc mà con mang bầu á, lúc con mang bầu là như thế nào? Là ảnh là lúc đó là ảnh đang ở nước ngoài hay là ảnh đang ở Việt Nam? Dạ, yeah, đang ở Việt Nam. Ừ. Dạ. Yeah. Hai đứa con có bầu là ảnh mừng lắm, ảnh la làng lên luôn. Nhưng mà lúc đó mẹ chồng có biết là con có bầu không? Dạ có bầu xong rồi con mới nói với mẹ chồng con. Rồi mẹ chồng sao? Mẹ chồng dạ mẹ chồng con mừng quá trời luôn kêu hai con về bển. Mẹ chồng ba chồng con khóc. Ba chồng con khóc nói là rất là nhớ chồng con mà gọi giờ thêm có em bé nè biết chừng nào mới được gặp ba chồng con khóc làm chồng con nhớ lắm luôn vậy đó hả dạ. Thôi hy vọng là qua rồi Tết coi như là qua Tết là sẽ về gặp ông bà dạ, nội dạ. Mua vé hết chưa dạ mấy con lên lịch hết rồi tới rồi. Đó là mẹ chồng con nói là quà Giáng sinh của tụi con là có thêm cặp vé dự bển wow. Hay quá anh nói là quà Giáng sinh luôn chứ rồi. Vậy là anh có cái điểm xấu gì không khi đó. Mà con về ở với anh á điểm xấu mà anh kiểu anh hay chọc con lắm trước khi đi ra ngoài đi chơi kiểu đi uống nước thì anh nói là anh đi massage nha anh đi karaoke hư hỏng nha kiểu vậy đó rồi xong đi ra ngoài không có đi ngoài chụp anh đang ở đây với Daniel nha đừng lo nha anh giỡn thôi mà ngày nào đi là cũng nói hết không có chừa nhây đó mà coi như là nhây đó nhây lắm. Mà mỗi lần ông nói như vậy là con thấy như thế nào em nói đơn giản nói con bị khùng nói không thôi thì nói vô duyên quá vô duyên quá anh vô duyên
Rồi còn anh. Dạ nói với chú Kim. Nhưng mà bây giờ là hai vợ chồng ở đâu? Dạ hiện tại thì tụi con ở Cần Thơ luôn. Biết rồi, nhưng mà là ở bên gia đình con hay là thuê nhà? Dạ không, con ở khách sạn của nhà. À dạ, tại ở nhà vì... con là dạ, khách sạn rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi hai con ở đó. Hai con là định sang năm thì là 6 tháng ở bển, 6 tháng ở đây. Ừ. Thì định cũng xây nhà ở với mẹ thôi. Tại vì cũng đi về á. Ừ. Mẹ chồng con nói cứ về bển đi, rồi nếu như mà muốn về nữa thì hả mua nhà ở đây. Còn mẹ chồng nhớ quá, mẹ chồng không muốn ở đây. Vì còn sao? Cha con thì không muốn về bển. Chồng con ở bển là ở thành phố nào? Guernsey. Là nó Guernsey, ở right? Guernsey. Yeah. Guernsey. Không biết. Là... Island. In between England and France. Nó ở giữa Anh với Pháp. À, dạ. Thì ra chồng cũng có một chút chút lai Pháp đó. Dạ. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Có thích nhậu nhẹt không? À, dạ có thích, nhưng mà không kiểu không phải nhậu như là be bét mà nhậu đi chơi với bạn á. Rồi uống rượu tây đồ nhậu chút hả? Chút. Dạ không, cũng uống bia. Nhưng mà kiểu có mấy người bạn à, rồi đi chơi hoài với bạn đó chứ không có bạn bè gì hết á. Dạ. Rồi ở nhà thì sao? Có bừa bộn hay là có... Dạ không, cực kỳ sạch luôn. Rồi nấu ăn cho con mà. Nhiều khi thấy cái đó là đi dẹp. Em ơi, cái này ở đây hả? Không phải ở đây, xong xếp là, lại. Vậy là đâu có tật xấu gì đâu, dạ. Đúng không? Con có mong muốn anh thay đổi cái gì không? Dạ không, con chỉ mong muốn là anh đừng có lo cho con quá. Anh cứ sợ con là em không chăm sóc bản thân em có buồn không? Giống như là chăm sóc em bé mùa dịch á, chị giúp việc cũng nhiều quê chị không quay lại được. Cái ảnh cũng giúp nhiều lắm, nhưng mà anh nói là em có muốn đi tập gym không, nhưng mà con cảm thấy là kiểu con cũng xin em bé mổ á, cho nên con cũng không nhất thiết, nhưng mà anh lo cho con lắm. Anh lo ở nhà căng thẳng, ở nhà thì sẽ buồn này kia. Thôi con đừng có, con để im vậy đi, con đừng có mong muốn thay đổi điều đó. Dạ. Trời ơi, cái đó là diễm phúc của con đừng có. Quá tuyệt vời rồi con ơi, con có một anh chồng quá số 1 nha. Thế còn Charlie. Perfect, you are perfect. In her eyes. Charlie, cô ấy có tật xấu gì không? Em have a bad habit, a funny habit. No bad habits. I think maybe one. Now giờ em ghen nhiều lắm. Ghen nhiều lắm. Ghen sao Charlie? Ghen sao? Ghen như thế nào? What you love? How you love? A lot of baby girls around, so see a baby girl and say oh. Say something about her, message something and Kiểu anh có nhiều con gái, mấy em bé nhỏ hay nhắn tin cho ảnh. Học sinh đồ đúng không? Dạ, thầy giáo. Kiểu cũng có mấy bạn là ra nghề rồi, nhưng mà đi chung với ảnh thì hay kiểu em ngưỡng mộ anh quá à. Thì em nói là anh coi chừng em đó, kiểu đừng có làm vậy, mà anh nói anh thương mình anh em mà. Nói chứ cũng khó chịu đúng không? Dạ. Hồi lúc ghệ là không ghen đâu, nhưng mà tới vợ rồi tự nhiên cái nó ghen à. Rồi còn gì nữa? Do you have something more? No, no bad habits. Dạ. When we're together, we make each other better, so we don't have any bad habits. Kiểu ở chung với nhau là hai đứa làm nhau tốt hơn, nhưng không thấy cái gì không có gì tật xấu hết. Dạ. Con hỏi đi, vậy là anh, con hỏi đi, vậy anh có mong muốn em thay đổi gì không? Con hỏi luôn. I don't want em change something. Nah. Anh thương em. So when I chose to marry you, you were already perfect. In my eye, you were already perfect. So I don't want you to change anything. I don't think you need to change anything. Kiểu anh nói dễ thương quá. Dạ. Anh nói con hoàn hảo trong mắt ảnh khi mà ảnh chọn cưới con rồi, nên là anh không cần con thay đổi. Không thay đổi gì hết. Dạ. Có nhiều cái anh làm con xúc động lắm. Thí dụ con. Dạ. Kiểu như có em bé, cái ảnh lo cho con hết tất cả luôn nha. Ảnh nấu ăn rồi ảnh thức dậy sớm mà đẻ em bé ra, cái lúc mà anh đẩy con ra từ phòng mổ, cái ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái con nói lần đầu tiên trong đời con thấy ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái ảnh điện cho ba mẹ mà ảnh gung 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 giọng, ảnh nói con gọi lên ba mẹ sao nghe, cái anh để xuống, cái anh nói anh không muốn thấy ba mẹ, thấy anh khóc kiểu vậy. Ồ, vậy hả? Mà ảnh thương con dữ lắm. Chắc là nó đeo ổng phải không?
Dạ đúng rồi, nó giống hệt ổng, ai cũng nói nó giống hệt ổng. Tây trường. Dạ, cái đầu quăng. Cái đầu có bạn ấy ở đây không? Giống con... Hôm nay có bạn ấy ở đây dạ, không? Dạ có. Dạ. Dạ. Giống gấu nhỏ ha. Dạ. Nhưng... anh đặt tên ảnh là Teddy luôn. Teddy dạ. Luôn hả? À, khi mà lấy quốc tịch của ảnh thì sẽ là có tên Teddy vô chổng luôn. Kỷ niệm đó, tại vì là con đó, con đó anh giống dạ. Teddy đó. Dạ, vì em say anh là bao đi xem Teddy Bear. Nhưng mà bây giờ thì bên chị ba con. Dạ. Chị ba con là thấy được có một người chồng như vậy thì bây giờ thì suy nghĩ của chị ba con về ảnh như thế nào? Dạ, kiểu bất ngờ luôn. Chị ba nói là không ngờ thì ảnh cũng gọi là đẹp trai đó. Nhưng mà không ngờ là chung thủy lắm. Rồi ảnh ăn cần. Mà hồi đó nghĩ là ảnh đi chơi dữ lắm. Nhưng mà bây giờ kiểu đi đâu cũng về nhà rồi. Lễ nhất là lễ phép với mọi người lắm. Rồi thích ăn chơi với gia đình. Thôi vậy là hay quá rồi. Thật sự là rất là có những cái câu chuyện mà con kể chú rất là xúc động. Phải nói là chúc mừng con đã tìm được một người đàn ông quá tuyệt vời. Thì đó thì chương trình cũng rất là cảm ơn vợ chồng con từ ở dưới Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình. Cái coi như vợ chồng con là một cái cặp đôi mà khi mà mọi người nhìn vào sẽ thấy là những người phụ nữ Việt Nam mà gặp những cái anh chồng mà nước ngoài như thế này là phải nói là cũng vui á, vui và hạnh phúc giùm cho tụi con luôn, bởi vì bởi vì nói chung là con cũng cảm hóa được ảnh là coi như ảnh gần như rể Việt Nam luôn rồi. Chứ không phải là người nước ngoài nữa, là anh rể của Việt Nam luôn rồi. Rồi xin chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Dạ, dạ, xin chào. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn.